Chúng tôi đã đến Đài Loan. Ngoài trời nhiệt độ là bao nhiêu độ hả? 26 độ. 26 độ. Đây là ông chủ rất là bình giản dị đi đón chúng tôi. Cảm thấy rất là hạnh phúc, gần gũi. Chưa có một làm thầy do số mệnh may mắn gặp toàn là chủ dễ thương không à. Đích thân ông chủ đi đón. Cảm thấy rất là hãnh diện, phải nói là mà hãnh diện tôi đều muốn khóc luôn á, nó thiệt. Cái đó mình cảm nhận, Cảm động. cảm động được cái sự mà ông trân quý mình á, mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Ông nói ông ra cái trường đón ba người khách quý từ Việt Nam tới. À trời ơi, nè chiếc xe của ông nè, trời ơi, lần đầu tiên bước lên xe nó banh càng ra, mình không cần đụng gì hết á. Đây đây là cái cạn. Ở dở cái cánh lên. Thì dở cánh ai biết đưa banh càng mẹ đi. Ông chủ rất là dễ thương. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là đẹp quá, không biết chi sao. Đài Loan đẹp quá. Chiếc xe cái bản đồ giống giống như là cái iPad đồ, Pro luôn, nó bự vậy nè, hiện đại quá. Rất là chu đáo tới tới mức độ và trước khi đi trước hay nữa là cộng đồng người Việt nó giúp đỡ người Việt quá như quay trước khi đi mà ông còn vẫn liên lạc với mấy mấy em là hỏi anh Chí Tâm là Phật ăn chay để mà lo thức ăn. Không có một cái ông chủ nào mà tốt cỡ vậy đâu, nó thật sự luôn. Thường thường chủ cả đó thì ưa làm ra vẻ, phải làm cho giống như là nhân viên đồ, phải ca tụng đồ lên, còn ông này quá là giản dị. Mà đọc trong khi là mình nói cái chữ giàu có thì thôi khỏi nói rồi, nhưng mà không ngờ một người mà mình dùng chữ là nó giản dị và nó bình dân, rất là tình cảm. Mình cũng may mắn gặp một cái công ty, phải nói là 7-8 năm nay mình cảm thấy mình quá là thích luôn. Mình có phước, nói đúng hơn là mình có phước đó cha. Ta cũng luôn. Mà sao mình ai ta đi tiểu mà hai chị em mình ngồi đâu có tiểu gì đâu, ngon khỏe luôn, mang dài mang beo đi thổi mà trong người chị là toàn bộ nè, dài nè, beo nè, rồi chuỗi nè, đẹp quá Đài Loan. Mình làm việc với một tập đoàn, một công ty mà có tâm có đức thì mình cảm thấy là cuộc đời mình nó rất là hạnh phúc vô cùng, phải nói là quá là hạnh phúc. Một cái sản phẩm phải nói là mình dùng chữ là thế kỷ, quá quá xa là tốt. Mình nghĩ thì không có mà 8 năm nay mà cái lưng cho ba biết nhức tới cỡ nào luôn. Em đứng bán là suốt luôn đó. Cảm thấy nó rất là trời ơi, không có cái beo tối vô ngủ mà phải mang mà nó cảm thấy cho mình phải nói là khỏe. quá khỏe. Bữa nay hình như làm đi mấy tiếng, 4 tiếng mấy không chị, 4 tiếng mấy không hề đi tiểu không, mà không không thấy mệt mỏi không gì không thấy mệt, đúng vậy, thấy ra gương mặt mình đâu có phò phạc gì đâu. Chị phụ là chị phụ chị 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 thông báo là công ty đang ra, hello đẹp, công ty nó đang ra một cái loại quần bó. Cái quần bó này là nó chuyên về vấn đề là mình đau khớp chân nè, bị giống như là An Giang giãn tĩnh mạch đó, An Giang, số 1 là tôi đang mặc đây, sản phẩm mới nhất của công ty. Và quên lấy cái cặp beo tay đeo vô, còn trong bóp nè mà chị quên hai cái tay, chị quên đeo vô, còn hai hai cái tay đeo, nếu mà người nào bị đang đau tay tại ngày xưa chưa ra cái đó đó thì người ta lấy cái beo ta xài đỡ, ta quấn vô cái tay chị. Mà những người mà giãn tĩnh mạch mà đứng lâu á hay lắm, cái quần này ha, mình mặc cái quần này bây giờ chỉ mới mặc bữa nay thôi, tại vì bữa hôm nay là công ty chưa có hàng, nó mới ổng mới đem qua cho để mà chị mặc thử, rồi bữa nay chị muốn mặc thử nè. Đây là những cái đường chỉ mà nó may, mà nó những cái khớp này là đầu gối hay là tất cả gì mà chị ba thấy thích là từ lúc mang tới giờ không mệt, không không tê nè. Chứ chị ba mà ngồi lâu là cái chân chị ba tê.
À, mà phải nói là quá là tuyệt vời. Mình rất là mừng ra một cái sản phẩm đến nỗi mà tiền phải đích thân bay qua tới bên đây để mà học về, biết nó thêm về cái hai cái sản phẩm này, giúp được nhân loại nhiều lắm, phải nói là rất là nhiều. Tuyệt vời. Anh ba nói em ở Châu Đốc mở tiệm vàng. Ông hỏi ở đâu em, anh nói em là em dâu Hình Huệ. Anh nói với ông là con Trang nó đứng đứng bán nguyên một ngày luôn mà mỏi luôn mà không bị luôn, nhờ cái bèo với cái đôi giày đó mà nó không có mệt, đứng quyết suốt mùa thu. Hello cô Bảy, tới rồi, ông chủ này dễ thương lắm cô Bảy ơi. Đi gặp ông chủ chưa? Nè, này là anh đưa trước nè, anh đưa cho cô Bảy đó. Ông chủ ông dễ thương, ông đi đón anh chị ba. Sư phụ tôi mới tha khan lại rồi. Quay là qua làm sao vậy? Quay bên này. Chỗ này phải không? Chứ cái sư good ass từ lão bản. Xe chinh xin. Đây là ông tổng giám đốc của Good Art, công ty Good Art tại Đài Nam, Đài Loan. Và đây là thành phố mà quý vị thấy. Này không có tiếng Việt, chữ Tàu không à. Thì dĩ nhiên đây là xứ Đài Loan mà. Chỉ có chữ Hoa và chữ Mỹ. Chữ dụng Trung Quỳnh hay là Duyên Quỳnh, Mỹ dụng Duyên Quỳnh. Và sức khỏe. Những sản phẩm của công ty này phải nói súc bờ, chứ không nói được. Khai San Lu. Hello, áo dài giảng Việt. Bởi vì áo dài giảng Việt, chẳng biết bữa hôm có mua cái beo chưa nè. Cái beo là rất là hay đó nghe, ngồi mang áo dài không bao giờ biết mệt. Đây là đang ngồi trên xe mà mang từ lúc đi tới giờ không có đi tiểu luôn. Nó làm cho mình không có mắc tiểu. Mà tới chừng mà đi là đi bằng khủng khiếp luôn. Có tâm, có đức, tự ra những sản phẩm quá là tuyệt vời. Tức là đình miếu. Chị Trang ơi, ông chủ mà beo nè, chị Trang. Chị Trang ơi, ông chủ beo của mình nè. Vị cuốn nhân của chị Trang là chị Thu Trang ơi. Vị cuốn nhân của chị là chị Trang ơi. Cuốn nhân mà cái beo. Mai mốt biết này, biết là đi là thuê cái loa khoai này ngon á. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Bởi nhiên hỏi chứ mạnh không? Đó. Bữa nay anh chị ba ngồi làm đại gia ăn bữa. Ông nói cái miếu nó rất là linh, cái người tướng là tướng này đã đang cài ông đại đánh giặc cho Đài Loan được yên bình. Người ta phong thần thờ trong cái miếu đó. Thời Trọng Minh lên. Mà Đài Loan là nổi tiếng là ăn ngon nghe bà con. Thông báo cho mọi người biết là Đài Loan nổi tiếng là ăn ngon. Ăn ngon cái gì cũng ngon hết nha. Quá là thích luôn. Khí hậu mát mát nha. Hello Sơn Đào. Sơn Đào điện máy. Mà hồi đó mình đâu có nghĩ là mình đi qua Đài Loan ta mình coi phim á. Mình coi phim, mấy phim tình cảm Đài Loan rồi mình thấy cảnh nó đẹp đó, mình đâu có nghĩ có ngày mình sẽ đi qua đây. Đúng không? Không ngờ. Không ngờ. Phim này luôn. Đẹp quá. Không ngờ ngày hôm nay em đã đặt chân tới Đài Loan. Hồi lần thì có đi về Mỹ thì nó có những hãng đáp để mà chờ đợi đổi chuyến bay thôi chứ chưa bao giờ đi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ có dịp có dịp 4 ngày 3 đêm. Vụ gì con? Bởi nhiên hỏi ba gì nè.
ẩm thực Đài Loan là số giách bắt ba. Trời ơi. Chiều nay 6 giờ ông đại. Chiều nay 6 giờ sẽ trực tiếp cho con thấy món ăn của Đài Loan nha. Hà Giang. Miễn sừng luôn. Đài Nam. Không, Đài Nam con ơi, chứ không phải Đài Bắc. Đang ở Đài Nam. Bởi Duyên làm tour được nè Bởi Duyên. Đẹp quá. Đài Loan đẹp quá. Đó. Chữ tàu không nha. Khí hậu mát. Mát hay vậy ha. Đây là nhà băng quá hả? Đây là nhà băng nè, nó để thai du lịch tiệc băng nè. Ông Hội có muốn uống trà sữa? Có, muốn đó. Rồi công nhận chủ tâm biến thôi ta. Đang trà sữa. Ông chủ. Cháu này nó nói là đây là phải uống trà sữa nha. Nước mát bi đào được không? Được. Cái gì chịu? Tung qua xả. Do bia chè pin khỏi. À, có muốn bỏ đá vô? Muốn. Vô chè pin. Chào chủ. Không công nhận ông chủ tâm lý thiệt ta. Ông chủ hầu hầu hả cháu? Ông nghe tôi nói tiếng Việt cái gì á? Chân chú này. Chân chú này. Ta cơ. Ta cơ. Chân chú. Xéo xéo thì chưa hảo. Con tàu. Ta cơ bị hảo chứ. Ừ, bắt đầu. Ta cơ bị hảo. Nói bô ba này nó, bô ba giống như chiên chả Ý vậy đó. Ngon hơn là bô ba nhỏ. À. Xiao cơ được gọi chim hoa đực đặc. À, chim hoa đực đặc. Tức là ông nói trẻ mà học nhỏ thì nó giống như trứng con ếch. Bây giờ con đi với lại cậu ba qua đây đi. Ok lắm nha. Ai? Thằng bé Bi nó tính bé Bi lại. Trai đẹp Đài Loan nè. Trai đẹp Đài Loan. Trai không? Đó. Trai đẹp Đài không? Đi xe đạp. Ừ. Xe đạp này xe đạp thuê đó. Ủa vậy hả? Chạy vô đó. Cái miêu đến chiều. À. Ồ, cái miếu này à, ồ đẹp quá kìa. Cái miếu này lâu đời nè. 300 tô niên nữa, là trên 300 năm nay. Wow. Ồ, này lớn này. Đúng rồi. Chúng ta trông bộ 100 niên. Cái hoa văn hóa chỉ 100 niên là. Ồ, 30 niên là qua là chứ mà. Trông bộ 100 niên. Ông kêu anh ngồi đây đi, ông xuống đấy. Ông nói cái tiệm này nó mở ra 100 năm nay. Trời ơi vậy hả? Mở 100 năm nay. Còn cái miếu này là 300 năm. Trời ơi ông chủ, thấy ông chủ dễ thương không? Trời kêu mình dẫn ngồi đi, ông đi xuống mua cho mình uống. Bây giờ quý vị. Đẹp quá mà. Quý vị cứ đi. Con cũng mê. Có đi đút vậy đút đút đi, đút rồi đi tìm một cái người chủ vậy. Con đi với cậu ba kìa. Ông xuống tự động nó tắt máy. Qua đây là phải uống trà sữa luôn rồi. Mà gặp mẹ họ chủ cả người ta gặp ông chủ khác là có giống như mình nhân viên là phải phục vụ chủ rồi. Hello ship. Có đệ tử rồi ha. Ờ à, còn này ông phục vụ. Mà tại mà người ta giàu lớn mạnh à, vậy cảm đó. Cảm ơn. À, cảm ơn Vi nha. Ông quen rồi. Dễ thương không? Quá là bà quá đi là. Mà không à, chứ không có ông nha Vi. Cái này là ông ba nè. Ông ba Chí Tâm. Hello Quỳnh Thích Toàn. Ông ba là anh của nhớ ăn đồ ăn. Cái này bà ba lại cho chị coi nha. Chị. Dạ, chị Trang ơi, ông chủ beo của mình đó chị Trang. Dễ thương lắm luôn đó chị. Nhân à. Miếu Hoàng Công, miếu vỏ điện kỷ. Rất là dễ thương bởi vì mình xài được một cái sản phẩm. Trời ơi, sao giàu nó, em nó còn giàu hơn chị, em nói là xe gì chạy bằng điện đó chị. Tụi em đã lái rồi, thích lắm, trời Phật ơi, em còn hiện tại chị biết gì chết liền luôn. Trời ơi, như ngồi trên cái xe này. Tụi em đã lái rồi, thích lắm đó, phải đặt và chờ đợi ít nhất là 4 tháng. Hy vọng nó sẽ về nhà em kịp trước khi chị qua. Trời ơi, đã quá nha. Vậy là em đã đặt rồi phải không, chờ chở chị phải không? Ta nói cái số năm nay là được ngồi xe này nè. Bây giờ mở hàng ông chủ, giờ anh giàu đang đặt rồi. Nó hy vọng là sẽ về trước khi mà mình qua đó đón mình. Okay. Ừ, giống hình vậy đang. Nè coi cái màn bà Út nè. Nói ông bà ba cho con thưa. Ừ. Thưa ông bà. Ừ, chào con. Ngoan lắm mấy nè. Thương quá luôn đi chơi.
Rồi cái xe đá thiệt luôn á ta. Màn ảnh 20 inch nè. Công nhận. Trời, 20 inch màn ảnh. Không chị ơi, xe điện là không có bị ô nhiễm môi trường đúng, đúng không? Đúng rồi, nó không có khói. Mà nó mắc không? Quan trọng mắc. Vậy hả? Ơi mà bao nhiêu tiền vào 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 em mua vậy, bao nhiêu tiền báo cho biết coi. Mắc nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được tiền xăng rất là tiền nhiều. Tiền xăng nhiều. Mình chỉ có sạc điện thôi. Bao nhiêu vào? Em cho biết giá tiền coi. Em thấy ở bên Úc là chiếc gì là 100.000 á chị. Ừ. Thì cũng có trời, à. Được quá. Mà chạy bao nhiêu tiếng tới đâu cái ngừng lại. Trời ơi. Ông nói cái tiệm trà, cái tiệm này là một có 100 năm rồi, cái tiệm mà ông đi vô mua nước cho mình uống nè. Cái thương sản phẩm không? Này bé Mai nó cũng hay lót. Cái sản phẩm này nè, anh Hùng cũng vậy. Có. Vậy anh Hùng mà ở bên Úc á, anh Hùng mà dạy võ đó. Lót lưng nằm. Anh mua toàn cái này không? Lúc em vừa ngồi vừa nằm. Vậy để nằm lót lưng giữa lưng ngồi đứt. Nằm nghe bị đau lưng hay là cái miếng nằm đó, anh Hùng ở bên Úc đó, trời anh mua toàn bộ cái đó không? Nó cũng cùng một chất liệu sản phẩm giống như beo vậy. Beo vậy đó mà mình ngồi. chiếc này hơn 100.000 kìa, dạo nó hơn 100.000 kìa đó, nó biết giá nó mua nè. Con khỏi cần gom góp đi ơi. Trời ơi em còn hiện đại hơn chị nó thiệt với em thôi, chị quê chị lúa một cái 180 luôn. Mới rồi nông dứt nó ủa sao xe ngộ vậy, banh cạn trời. Banh ra cạn. Không nghe tiếng máy. Không nghe tiếng máy luôn. Nhẹ. Dễ thương. Chiếc xe này quá đẹp. Trời nguyên dàn kiến nè, nguyên dàn kiến tới trên này luôn. Tao phải cái giống cái iPad Pro. Chưa lại ra được. Nó tự động nhấn nắng quá thì che lại. Không mà tôi chịu, ta lái này đừng nghịch nha. Quá đã, quá đã. Lại thích đẹp. Đài Loan ta lấy cái ghế nè. Trắng đẹp vô cùng. Thôi nên 8 tháng 3 anh tặng em chiếc đi anh. Hôm nay ngày 8 tháng 3 tôi tặng cho bà chiếc xe điện. Chiếc xe điện. Thôi bây giờ ngày 8 tháng 3 là có xe này của Mỹ. Ồ của Mỹ hả? Tại sao nằm ở Ion? Thì Đài Loan order về. Thì anh hỏi cái này sản xuất ở Đài Loan sao? Kìa ông mua ra kìa, ông đi ra kìa. Kìa ông đi mua, ông đem ra nó tụi hiệp không anh? Anh. Ông chủ tự đứt thân mang trà. Trời ơi chết mà. Thank you. Cầm chiếc cái ra đi ra. Hãy vô cầm đây. Đây, thank you. Đây. Em bỏ này vô đi, bỏ đó, đừng đổ dựng. Trời ơi, ổng còn cái nữa mà ổng bưng không hết. Trời bật ơi. Ổng đi phục vụ cho mình hạnh phúc quá không? Sự mất quá. Ta lịch sự. Lên xe quan thác quan trọng. Đi lắc lên. Lắc lên nè. Đây, cái ly trà ông nói là cái này nó đã có 100 năm nay rồi. Nổi tiếng 100 năm nay cái chỗ này, ông muốn cho mình uống thử. Không có lo nha, chứ giờ ở Việt Nam. Em uống xong ngon thì cái xa nghe nói sợ. Không, ở đây trời. Em nhìn ổng coi, em nhìn ổng có nước da không, con người ổng kìa. Ừ, thấy khỏe. Quá đẹp luôn, nước da với con người luôn đẹp luôn. Thôi mình cũng may mắn mình gặp được một cái ủa đó anh chủ tốt, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Lụm cái chai nước lên. Đúng rồi, cái gì cũng vậy, nghiệp duyên dẫn dắt chứ. Đâu phải muốn lúc 4 giờ gặp nhau. Những người kia đó. Mà cái quán cũ kỹ vậy nhưng mà nổi tiếng 100 năm. 100 năm. Hôm qua cái tiệm tên là Nghĩa Phong. Ủa? Hôm qua cung sạch. Xưởng luôn á, cái xưởng chế tạo trà bí đao luôn. Mà em ăn thử cái chân trâu nó ngộ. Dạ. Ngon quá. Ngộ ngộ mới. Tao quét còn rau lắm á. Từ đó giờ không biết chân trâu, chưa bao giờ ăn trâu. Ngộ nha. Mềm không biết nha, Việt Nam nấu. Không mà chị thấy cảm giác không đâu có ngọt hay đâu. Không. Mềm nó nấu chân trâu giống gì. Người rể của chị nấu chân trâu giống gì nè, bởi vì tiệm đó. Bánh là gì lần trước bắt bánh là gì không? Hỏi ông đi ngăn có cái bánh gì ngon ngon đi làm bộ ghé luôn bộ. Làm bộ ghé. Hồi nãy ông hỏi ông. Ông hỏi ăn cái gì chút chút ngon vậy. Không rồi cái mình nó không đói là ông chờ ông chờ. Bánh thì ok. Ở trước này là xứ bánh mà. Tôi ghé Đài Loan. Trời ơi, giờ hát cái gì bên đây Đài Loan hát cho người Đài Loan nghe hả?
Cái tàu. Ừ. Nếu có văn nghệ thì anh hát. Ừ. Thành ơi, thấy xe chưa Thành? Thấy xe đẹp chưa? Nội thất. Cái cục wifi quá mạnh. Cục wifi này mạnh. Thông báo cho mọi người ai có đi du lịch thì á, có mướn, nó cho mướn cái dịch vụ là cục wifi mà xài được 5 người tùy theo nước nha. Từ cái giá 180.000 một ngày cho tới 140 tùy theo nước mà được 5 cục. Chứ mà 5 người chia ra thì một người nhầm có, để coi coi, ví dụ mà 180 mà chia cho 5 thì một người có 60 không tới. 40, tại 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Xe này chắc 40 ngàn á, 45 ngàn. 40 ngàn thôi, tại năm là 5, 4, 200 mà mới có 180 à. 180 thì 45. Sao vậy, tính toán thì 180 mình coi nhìn cho 200 đi mà xài được 5 người. Ừ. Thì người phải 40 ngàn. Ừ. Sướng mà một nét mạnh vậy sao, livestream luôn á. Ừ. Không thấy lắc gì hết trơn hết vậy ha. Ừ, mà rõ luôn đó. Rõ luôn. Còn Việt Nam thấy gớm, gớm, gớm luôn, ối luôn. Rồi bây giờ nó có một sự đau lòng là gì nè. Chuyện gì? Vừa xuống máy bay, mấy đứa trẻ trẻ đó, ừ, thấy mấy đứa nó dịch đó, cứ là 16 tuổi là hỏi nè, qua đây làm gì phải trả lời. Hỏi giống như là tra tấn vậy, hỏi cũng như là phải trả lời cho nó đúng. Giống như nó kịp nó nghĩ là quay làm gái hay gì á. Chắc có lẽ Việt Nam qua làm gái quá nhiều đi, thử ra bị thiệt. Không phải mà nói, mình đâu phải mình cùng chơi này đâu. Cô thông dịch viên, cô nói đi chị giúp cho nó thiệt. Mình thấy tội nghiệp chứ, mình đâu có phải mình ở đâu. Có nghĩa là mình vừa xuống máy bay là phải hỏi đàng hoàng là qua đây làm cái gì. Thực ra thì họ không bắt bỏ xe này, xe này mấy chỗ nha em ba? 2, 4, 6, 5 hả? 5 chỗ. 6 chỗ, 6 chỗ đây nè con. 6 chỗ đẹp quá. 6 chỗ Thành ơi. 7 chỗ. 6 chỗ. Nhà con đi đủ rồi đó nè. 7 chỗ. Của Việt Nam nè, phở Kim Ngân nè. Đâu? Nè. Hello, hello chúc phở mong. Kim Ngân Việt Nam nè. Ừ. Mình thấy nhỏ rồi nãy hỏi 16 tuổi về làm gì? Ừ. Qua thăm chị làm gì? Nó hỏi tôi hỏi. Khi nào về? Ờ. Không biết khi nào về. Rồi bắt đầu cái bà kia mới nói là ngày hôm qua có một người 17 tuổi được bị trả về đó. Đưa không cho vô á. Giống như mình trả lời nó không cảm thấy Đài Loan, nó cảm thấy nghi ngờ á. Nó trả về ngày qua, nó ngày qua có cái cô nó 17 tuổi bị trả về. Mình bước vô tới cái bị hỏi vậy, cái tự nhiên cái trong lòng mình nó bị xe sắt lại. Xuống sang. Xuống sang hết trơn. Tại sao không ai hỏi mà hỏi ngay người Việt Nam không à? Của em bị quê rồi. Nếu mà đi nước ngoài á thì trên có gì gọi cô chỉ cho, gọi số phone người này. Mình đi 4-5 người cái mình xe nhau á. Một cục xài được 5 người lận. Rất là êm trời. Hello, hello số. À số à? Số Lý Kim á. Tôi số. À, kia Tâm, chuyến đi vui vẻ. Dạ, cảm